Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV chống phân chơi Pokemon Sword and Shield. Chúng ta đang ở Hammerlock và ta hãy xoay một vòng. Ăn mừng, chúng ta đã trở thành nhà vô địch. Quá dữ luôn. Yay. Bây giờ mình sẽ đi qua cái chỗ tòa tháp mà của ông Ro á. Ông đó ông để lại cái tòa tháp sau khi ông bị bắt. Thì cái tòa tháp đó nó có chứa nhiều tầng ở trong. Và ta vô trong đi khám phá từng tầng một. Ghê không? Vô đây thấy một đống người luôn. Để nói chuyện với bạn này coi. Giờ mình có thể tiếp tục chiến đấu để tăng cấp. Bên đây có bạn Pokemon gì lão quá vậy? Nói chuyện coi. Bạn này nhìn có vẻ dữ tợn quá. Còn chị này sao? Đây là Electric Memory. Và nói chuyện giống như là một cỗ máy vậy đó. Mở hệ thống bộ nhớ ra. Giờ sẽ nhớ tới cái phần hóa đơn tiền điện nữa. Giờ chắc là cái hệ này là Tynoon Yvonne. À bạn Thiên đây rồi. Giờ chúc mừng bạn nha. Giờ để chúc mừng cho cái thành tựu của bạn thì giới thiệu với bạn, đây là một bạn Pokemon cái hệ cực kỳ lạ là không có hệ. Tự nhiên vô đây cái nhận được đồ chơi luôn ta. Và mở lên coi liền. Đây là Typhoon. Bạn này lạ quá vậy. Hệ normal. Cái tên là Typhoon. Giờ chúng ta sẽ cần coi bạn ấy có tuyệt kỹ gì đây. Chúng ta qua bên đây coi. Đâu rồi. Có được một cái Try Attack Sixer là chiêu của Bug. Rồi Iron Head Takedown. Có nên đem theo không ta? Suy nghĩ. Chúng ta có nên đem theo để đi vô trong này chơi không ta? Chắc cũng nên đem theo đi ha. Nhưng mà thay thế ai bây giờ? Giờ đội của mình nó cũng ổn lắm rồi. Giờ chúng ta đổi ai? Weakass này mình đổi mấy bạn hệ lửa thôi. Suy nghĩ. Mà bạn đó mới cấp 50 à. Thôi để bữa khác đi, chúng ta sẽ coi bạn đó. Bây giờ tiễn bạn ấy về nhà trước đã. Lúc nào chúng ta có thể đem ra mà, đâu có sao đâu. Và cho thêm những cái gì đây? Và chúng ta nhận được những cái bộ nhớ. Và khi mà cái bạn Pokemon ở đây tiến hóa thì những cái loại đó nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái loại bộ nhớ mà chúng ta đang cầm. Rồi cảm ơn chị nhiều luôn nha. Tặng đồ đã quá. Chúng ta vô đây nói chuyện với những người này coi. Đây là BB Shop. BB Shop là làm gì? Battle Tower Point. À Battle Point chứ. Nó là cái điểm đó chúng ta có thể đi săn và lấy. Nó sẽ làm gì đây? Khi mà một bạn Pokemon ngửi cái mùi bạc hà này thì nó sẽ có được cái sát thương đặc biệt tăng lên rất là dễ dàng. Và cái defense hay cái phòng ngự nó cũng sẽ tăng lên từ từ. Rồi chúng ta sẽ đi qua bên người kế tiếp. Đây là BB Shop. Bán khác nhau chứ không có giống nhau nha. Ta có bán những nhiều thứ. Và ta thấy có Focus Shot nè, có mấy cái cũng hay á. Mấy này là đưa mấy bạn Pokemon cầm. Rồi mình sẽ cần phải vô đây một cái. Đây là gì? Giờ hãy kể cho em nghe chỗ này trước đi. Đây là tòa tháp. Tòa tháp này thì cái tên đã nói lên tất cả rồi. Đây là nơi mà em có thể thực hiện những cái trận đấu với các bạn Pokemon. Và khi em chiến đấu với cái luật giống như là trong cái trận chiến xếp hạng, nếu em thắng em kiếm được những cái cục rare candy, là những cái cục kẹo hiếm và điểm. Giờ em có thể sử dụng đội mà em đi thuê cũng được. Nhưng mà đừng lo, em sẽ cần phải có một cái đội dành riêng cho em. Giờ còn giúp được gì nữa không? Thôi để em đi qua anh kia coi cái nha chị. Ở đây họ còn bán gì nữa nè. Chú này bán gì đây? À bây giờ muốn mượn. Rồi chúng ta coi. Chúng ta có nhiều đội. Đội bình thường, đội có kỹ năng, đội cứng cáp, đội mưa, đội chậm. Thì thôi để bữa khác đi. Giờ mình sẽ xách cái đội mạnh nhất của mình đang có đi chơi cái đã. À, nhà vô địch đó hả? Bây giờ có thể thấy được bạn Pokemon cấp 100 của nhà vô địch chưa? À, như vậy chúng ta chưa có. Giờ có vẻ như là nhà vô địch lại chưa có cái bottle cap. Hay là cái nắp á, hay là cái gold bottle cap. Giờ chúng ta sẽ cần phải đi quay lại và tiếp tục luyện tập. Thôi để vô đây một cái nha. Không được, nghĩa là phải vô bên đây. Thông báo, giờ muốn vô trọng chơi. Tôi muốn vô trọng chiến đấu. Giờ hãy chọn cái thể loại mà chúng ta muốn chơi. Single battle 1-1 hay là double. Giờ cứ single trước đi. 1-1. Giờ chúng ta chọn cái gì đây? Đây là chọn đội này, mình có một đội duy nhất thôi à. Thì ta sẽ có 3 bạn phải không? 3 bạn thì chắc là chọn bên Ninh nè. Rimsna hả? Toxtricity.
Mọi người để ý là tất cả các bạn đều bị giới hạn cấp độ là 50, không có lên cao hơn được nữa. Giờ hoàn thành. Rồi mời vô, bắt đầu triển. Đây là sân đấu. Wow, ai đây? Chào cô bé. À, rất là lâu rồi mới được gặp lại đó nha. Anh dạo này khỏe không? Đây là School Girl Dust. Giờ cô bé này hồi nào mình cũng không nhớ nữa. Kersola. Wow, hình như là hệ nước đá. Giờ chúng ta sẽ cần phải cho một Pyro Ball để làm tan nước đá ra. Nè, tặng trái banh nè em ơi. Hứng, hứng banh nha. Cùng cấp độ nha các bạn. Có thể là sẽ không one shot được đâu. Thôi nhưng mà vẫn one shot được, tại sát thương cao quá. Tốt, chúng ta đã giành chiến thắng. Và Realme Class hả? Realme Class lại là một cái bạn dễ thương nữa. Dễ thương ghê. Dễ xử cho nhanh luôn nha. Hui 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 hui. Chưa, nhiều máu quá. Light screen làm ra một cái lớp màn bảo vệ. Những cái kỹ năng đặc biệt. Giờ không tung trò đặc biệt nữa. Lao vô chơi. Lao vô. Còn chút xíu. Chưa kết thúc được. Và bên kia chơi sidekick. Tung đòn tâm lý á. Cả khúc máu luôn kìa. Rồi vô đây luôn. Ghê thiệt. Nhảy ra. Và chúng ta đã giành chiến thắng trong hiệp đấu thứ hai. Và hiệp đấu thứ ba chuẩn bị bắt đầu. Swoobat hả? Ủa mình không có thời gian để mình đổi con luôn ta. Không đổi được. Vậy ta thử coi, ta có thể hạ gục luôn được không? Hui 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 hui. Hâm. Vừa đủ sát thương luôn. Xỉu. Chúng ta lại giành chiến thắng, xin lỗi cô bé. Hình như chúng ta gặp nhau rồi đúng không? Cô bé ấy nhớ lại kìa. Và chúng ta được 2 điểm. Bây giờ muốn tiếp tục không? Tất nhiên, ta có thể tiếp tục. Và một cô bé khác. Giờ hãy chiến đấu thử coi. Bạn Pokemon nào của chúng ta là người dễ thương nhất? Đây là Honley. Và Poltergeist. Phải Poltergeist. Đó là một cái bình trà thôi. Bình trà bị ma ám. Giờ chắc là cũng sẽ tặng một cái Pyro Ball. Chúng ta được reset hết những cái điểm đó. Trong một trận đấu là chúng ta phải được reset chứ. Rồi né rồi kìa. Chơi Curse nữa. À, chơi chiêu này không vui. Bây giờ bên Ninh cũng sẽ bị lãnh sát thương. Chơi hồi máu nữa. Đầy máu lại. Tưởng đầy máu chứ. Rồi bên Ninh ăn cái cây đinh vô trong đầu rồi. Ăn cây đinh này là rút sát thương hoài luôn á. Không ổn. Protect, bảo vệ nó mới ghê. Rồi. Hết tình. Biết mà. Lại hồi máu. Khó chịu rồi đó nha. Và chúng ta sẽ thấy bị cây đinh đóng đầu lần nữa. Mất máu. Rồi giờ vô thôi. Vô. Bãi vô. Đốt lửa lên. Mãi đốt lửa lên là được rồi. Đúng không? Giờ giảm cao giáp xuống. Giảm phòng ngự xuống rồi đó. Nhưng mà tốc độ lại tăng lên. Chơi Shadow Ball. Bên Ninh chắc đủ nổi qua được lần này. Nhưng mà không nổi qua lần sau các bạn ơi. Chơi nó tự nó hồi máu nhiều quá. Rồi xong luôn. Mới nói. Xẻo. Đừng nghĩ bên Ninh nó mạnh nha. Ethernatus, ra đây cưng. Ra khạc đàm cái cho xong cho rồi đi. Ra đây. Sợ chưa? Ra là thấy sợ liền, thấy không? Bên đó chơi hệ sidekick khó chịu ghê. Rồi chơi bảo vệ nữa. Một khạc đàm này có bảo vệ được không? Để coi nha. Đây. Ôi bảo vệ được luôn. Lại hồi máu. Ta chơi chiêu rồng thôi, không chơi chiêu lửa nữa. Ghét rồi. Giờ chơi chiêu rồng, Dragon Pulse. Chơi một cái nhịp đó. Lại fail nó mới ghê. À bên kia fail, tưởng bên mình fail chứ.
hơi thở của rồng nè. Không đủ sát thương. Nãy đoạn kia bị fail quá. Lại lần nữa. Một phát nữa. Cô bé này khiến chúng ta bị khó khăn. Tại vì mình không có cái hệ khắc chế á, cho nên nó hơi khó khăn chút xíu. Chúng ta chỉ đem được có 3 bạn thôi. Lại nữa. Đây là những cái hệ mà khó chịu không à. Dynamax Cannon luôn. Chơi bảo vệ ta. Có thổi được không đây? Chiêu này mạnh lắm, có thổi được không? Mất chiều. Lại lần nữa. Không lẽ Protect có lần 2? Đây. Vô. Hát đam. Này cũng đam bự lắm. Không si nhê. Nó cứng quá. Nó chơi chiêu sai thích. Mất cả đống máu luôn. Thiệt luôn á. Không lẽ chúng ta nhà vô địch gì mà hả? Thua từ vòng gửi xe là sao? Này chưa gửi xe thành công các bạn. Nãy chỉ mới vô quẹt thẻ thôi. Chưa gửi xe thành công. Giờ sai thích chắc đi luôn rồi đó. Đi luôn á. Biết mà. Super Fatty kìa thấy không? Để mình lấy Toxicity nữa chứ. Chơi với cái hệ này là không ăn được rồi. Ta phải tranh thủ hồi sinh lại mới được. Toxicity 50. Quất. Override. Hay quá, kéo được rồi. Pokekiss. Pokemon. À, chúng ta không được chơi hồi máu rồi các bạn ơi. Super Effecty, Super Effecty. Giờ Override cái nha. Override. Nửa cây hơn. Không, hơn nhiều. Và Encore. Chiếu đèn vô. Ca hát sùm. Bây giờ phải vô ca hát sùm mới được. Gì vậy? Ủa Dynamax nữa hả? Dynamax luôn. Về đây. Cẩn thận thôi. Lỡ như bên kia Dynamax, mình cũng Dynamax chứ. Không lỗ sao? Bự. Bum bum bum. Đạn guitar nè. Đạn liền luôn. Và chuẩn bị. Mắt ooze. Chất độc á. Chất độc. À. Ghê không, ghê không. Chúng ta đã giành chiến thắng. Bum bum. Và Toxicity đã giành chiến thắng. Giờ em vẫn chiến thắng anh bởi vì em dễ thương hơn anh. Chúc mừng, bạn đã lên được cấp độ 2. Bây giờ bạn có thể kiếm được phần thưởng là cục kẹo này. Cục kẹo này giúp cho những bạn Pokemon có thể lên một cấp và chúng ta được 3 PP. Giờ chúc mừng bạn, chúc mừng thí sinh nha. Giờ ở đây thì luôn luôn mở cửa đón thí sinh. Giờ vô chổng một lần nữa. Vô. Quất. Đây là cuộc chiến thăng hạng lần 2. Beginner hay Double? Chơi Double đi. Nãy đi Beginner đi Single rồi. Giờ ta sẽ lấy đội này. Đồng ý. Đội này chọn 4 bạn. Burning. Enter. Grimmsna. Enter. Eternatus. Enter. Và Type Noon. Được á. Đồng ý. Rồi, mời anh vào, mời thí sinh bước vô sân đấu. Wow, ai đây, ai đây? Em không có như những người trẻ khác mà anh đã từng chiến đấu đâu nha. Đây là Youngster Brand. Đây là thiếu nhi Brand đó các bạn. Lacra, Thus và một bạn điện hả? À, hên quá. Bạn đó hệ điện, nhưng mà chúng ta vẫn có thể hạ gục sớm. Bạn kia hệ cây. Rồi, giờ chúng ta có thể xử lý. Bên đây Super Fatty 50. Bên nào cũng là Super hết. Bên này được Super, bên này thì sao? Foul Play. Sucker Punch.
Spirit Break. Nó không hiệu quả lắm đâu. Chơi chích điện á. Rồi, có Paralyze không? Nghi lắm á. Rồi xong, mất chiêu. Không di chuyển được là mất chiêu. Giờ nhảy múa nữa, trời mưa. Rồi, nguy hiểm cho bạn bên ninh của chúng ta rồi. Spirit Break. Không có one shot được các bạn ơi. Bên kia ăn gì vậy? Hả? Pyro Ball vẫn chơi được hả? Hay quá, chúng ta không di chuyển được mà chúng ta đứng ở một chỗ. Ta chơi Pyro Ball thì được. Vậy thì được, đồng ý. Chắc cũng phải Pyro Ball một phát nữa mới nổi. Tại vì bạn nó nhiều máu quá. Lại. Bên đó Thunder Fan cắn trước, không biết có xỉu không đây. Chưa xỉu, chưa xỉu. Được, được, được. Weather Ball. Quánh ai nữa đây? Ồ rồi. Tội nghiệp. Xỉu rồi. Thiệt tình. Rồi chúng ta chắc phải kêu bạn Type Moon ra đi. Eternatus sẽ là chùm cuối của mình. Xỉu nha. Bạn Type Moon ra đây chơi. Ra đây. Wow. Chơi những bạn này đúng là chưa có gặp bạn này bao giờ. Chúng ta chơi vô hệ cây là Super Fatty nè. Còn Sucker Punch. Chơi vào đây đi. Rồi Sucker Punch. Được miếng. Cả chừng 1/3. Rồi ánh nắng chói chang hay gì đây. Hết mưa. Ánh nắng bắt đầu chói chang. Exixer. Hạ gục. Tốt. Tốt, 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 tốt. Vậy là quá được. Và Poison Jet chơi phun chất độc. Ư dò. Ta còn bị dính độc nữa chứ bộ. Không giỡn được đâu. Rồi. Bên kia triệu hồi ra một bạn nữa coi. Rapion hả? Bạn này hình như hệ đất. Exixer. Try attack tấn công 3 lần. Suy nghĩ. Take down có khả năng là chúng ta đánh không trúng. Giờ phải hạ gục. Đảm bảo. Not very effective. Rồi chúng ta nên tập trung vô xử cho xong một bạn trước. Đề phòng trường hợp. Đó, kéo máu. Confuse Gray. Rồi xong. Confuse nó mới chết đây. Hết biết làm gì luôn á. Đập mặt vô tường luôn á. Nguy hiểm lắm. Thấy chưa tôi nói mà. Đập mặt rồi. Poison Jet. Hên là không có bị nhiều lắm. Bây giờ confuse rồi sao chơi? Đúng là không chơi được. Quất. Để chúng ta quýnh trước. Rồi tốt. Bạn kia không có làm được gì nữa đâu. Thoát chớp. Chơi chém ngay cổ rồi xỉu luôn. Chứ sao giờ. Chúng ta gặp những đối thủ khó nhai. Ví dụ try attack. À tấn công lại được rồi kìa. Bên đó lại được hồi máu. Chúng ta còn Eternatus nữa. Ra đây, ra đây. Sử dụng leftover. Ra đây Eternatus. Bên kia em nhỏ đó chỉ còn có một bạn thôi. Giờ ta sẽ cần phải tung chiêu hết sức mình luôn nha. Dynamax chăng? Có cần không? Iron Head. Cái nào cũng là effective hết trơn hết á. Effective thì chơi.
Dynamax Cannon. Hy vọng là đủ. Mình sẽ không Dynamax trong lượt này. Cạc đàm mạnh lắm. Rồi, xém nữa là chìm vào dĩ vãng rồi. Nhưng mà chưa đủ. Lại là Confuse Ray. Hết biết gì luôn. Không biết gì luôn rồi đó. Đập đầu tường nè. Đó. Nó làm cho chúng ta bị giống như là bị ngáo vậy đó. Không biết gì nữa hết trơn đó. Không có tung chiêu gì được hết. Rồi thôi, giờ cái này bấm đại thôi. Nhiều khi trúng chiêu, trúng thôi à. Còn giờ chúng ta sẽ chơi cái này. Chắc chắn là xong. Không xong nữa thôi luôn á. Vô. Khát cam thiết mạnh coi. Tiêu diệt. Con bọ cạp đã bị tiêu diệt. Chúng ta đã giành chiến thắng. Ôi dồi chứ. Nãy giờ mình bị khắc hệ hơi nhiều á nha. Lần sau em sẽ quay lại với cái quần dài. Để làm gì em? Chắc là bị ướt quần á mà. Giờ mới có một trận thôi. Tiếp luôn. Trận đấu kế tiếp. Ây da, người lớn rồi đó hả? Chị ước là chị có thể nhận được tiền khi mà chị chiến đấu. Khi Rehab và Kinkler chơi hệ nước ta. Rồi xong. Hệ nước bị khắc hệ tiếp. Hệ nước chúng ta không có đem hệ điện theo. Và chơi nhiều chiêu khó khăn quá ha. Pyro Ball chắc chắn là không Xinye rồi. Kinkler đi. Rồi Spirit Break. Dồn đam. Chơi bảo vệ nữa. Bảo vệ đã được lần thôi. Nó tự bảo vệ bản thân. Double kick một cái. Còn chiêu nữa. Dragon Dance kìa, trời ơi, con cá có Dragon Dance nữa. Tăng đam ghê lắm á. Chúng ta đã bị khắc hệ rồi, còn bị khắc cái đó nữa. Đỡ luôn mới ghê, trong lượt này mất hết chiêu luôn. Không đánh được gì hết. Chắc hạng cá trước quá. Phải đổi mục tiêu đi mới được. Sucker Punch quất qua đây. Sucker Punch đánh trước á, lúc nào cũng vậy hết á. Gần nửa cây. Ở Waterfall thì bên Ninh xỉu luôn á. Chắc chắn. Nó gồng Dragon Dance là lấy gì chịu nổi. Bởi vậy. Giờ chơi chiêu gì? Ethernatus ra mới chịu nổi. Ở đây. Đó. Rồi chắc xử con cá trước. Con cá. Cross Poison Dynamax. Chiêu này. Rồi Sucker Punch Spirit Break. Vô Dynamax Cannon bắn trước. Tỉ con cá lên đường đó đã. Con cá đó mình chơi là bởi vì lý do đó đó các bạn. Nó mạnh vậy đó. Không có khi dễ nó được đâu nha. Đó Dragon Dance tiếp kìa. Được sao đánh là nó khủng khiếp lắm á. Con cá của mình thì chưa có học Dragon Dance. Tantrum hả? Cả khúc máu luôn. Spirit Back tiễn đưa con này lên đường cái. Bên kia mới có hai con thôi đó. Căng thiệt. Nó bị khắc hệ quá. Si qua si. Một bạn hệ cá nữa. Gì một bạn hệ nước nữa. Và một đống cá đã kết hợp lại với nhau. Bây giờ không Dynamax được mới ngầu đây. Cái con cá này nguy hiểm quá. Con cua chứ quên. Rồi nhìn con cá nó cũng nguy hiểm nữa chứ phải không đâu. Ether này hết xỉu rồi. Ai phải đem hệ điện theo thiệt luôn á. Không được nửa cây nữa. Rồi xong. Xỉu. Bánh xác. Căng thẳng chưa. Chúng ta được đem có 4 bạn à. Ây da. Typhoon ra đây.
Hai Nun này ra đây cũng không làm được gì đâu. Không lẽ nhà nhất định sẽ phải dừng chân ngay tại đây? Tôi không tin. Exixer hả? Đánh ai vậy? Đánh bên này, bên kia còn 3 con nữa. Bên kia còn một bạn nữa. Đâu dễ ăn đâu các bạn. Sucker Punch. Quánh. Dồn sát thương vô một bạn trước. Được rồi, đỡ, đỡ. Exixer. Xỉu rồi đó. Rồi bên kia triệu hồi thêm một bạn gì ra đây. Endeavor. Nhiều máu quá. Vậy mới nói căng thẳng rồi đây các bạn ơi. Để coi coi sát thương. Phải chơi vô bạn này trước. Cứ dồn sát thương vô một bạn trước đi rồi tính. Sucker Punch. Đập. Rồi theo win. Đây là chiêu búp. À, còn chút xíu nữa. Rồi thôi xong rồi. Nó đánh chiêu này mạnh lắm nè. Thua. Nhà vô địch đã dừng bước. Nó cười quá. Thua rồi. Ta bị khắc hệ quá. Như các bạn thấy thì chúng ta bị khắc hệ quá là khắc hệ luôn. Giờ ta coi coi, mình được 9 điểm, 9 điểm mua được cái gì đâu. Ta phải cần có 50 điểm thì mới có thể mua được. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tham gia thêm một trận Mudray Battle. Bởi vì nó là 5 sao, bản Pokemon này sẽ rất mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Cinderay hay là bản Burning của mình á. Ta sẽ không sử dụng Eternatus, tại vì Eternatus level hơi yếu. Tại trận chiến tới 5 sao lận các bạn. Thấy ghê không? Dữ chưa? Wow. Nó bự khổng lồ luôn ha. Ghê thiệt, nhìn thấy là sợ liền. Ủa, sao bị con khác làm cho sợ? À, bạn này. Bùm. Bạn này bự rồi đó nha. Ghê chưa? Giờ chúng ta sẽ cần phải chơi một phát. Tất nhiên là chiêu này rồi. Tại chúng ta thấy có hệ cây ở trỏng. Vô là khắc hệ liền. Super Fatty luôn rồi, đánh trước kìa. Phải Sucker Punch. Ôi nói khắc hệ chứ đâu cũng dễ ăn đâu. À, chơi gì ghê vậy? Tạo khiên 6 lớp. Và không có ai có thể kéo máu nhiều được. Thì cũng mệt lắm đó. Ta chỉ có 10 lượt thôi. Mắc Overthrow. Quăng vô bên đây. Chết độc kéo đi luôn. Nghĩa là chúng ta không mong chờ gì được ở những người khác hết nha các bạn. Chúng ta phải là người mà xử lý. Wow. Giờ cái trong đây nó có nhiều cái phấn hoa. Ghê lắm rồi. Cỏ mọc đầy luôn. Chơi chiêu nhiều lắm. Và mắt Ray Battle này căng quá. Ai khoan theo. Bể được miếng giáp nữa. Tốt. Bên đây hồi máu. Xin nhê gì. Nói chung là không có xin nhê lắm. Giờ mình sẽ cho một đạp Sucker Punch tiếp. Mất thêm một lớp giáp nữa. Vậy mới được. Rồi chúng ta sẽ cho một đạp. Ai cho một đạp đâu. Hả? Rồi xong không ảnh hưởng. Coi như lỗ. Lỗ rồi. Energy bomb rồi. Rồi xỉu luôn á. Lỗ một lượt. Sai lầm khi sử dụng chiêu đó. Bên trên nó hay ghê quá ta. Rồi ai đánh cho một cái nữa coi. Nó chơi đó nó tăng cái gì vậy? Tăng sát thương. Tăng sát thương đặc biệt. Rồi phá hủy được lớp giáp. Rồi bên đó bị phá hủy cái bị rút máu một cái. Bể khiên ra một cái. Rút máu. Được miếng. Tốt. Rồi giảm xuống. Rồi còn được hồi máu nữa. Cái hệ cây này thiệt là khó chịu với hệ cây này quá đi. Hệ cây nó hồi máu nhờ vào những cái cây cỏ có sẵn đó các bạn. Đó, chúng ta bắt đầu có hiệu quả rồi đó.
hình như là còn cỡ một lượt hay hai lượt gì nữa mình có thể Dynamax. Và vừa mới nói Dynamax 5 lần. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Giờ nó mới thật sự nó chơi chiêu nè. Đâm ai vậy? Đâm mấy cây bé nhỏ xinh xinh ở đây. Rồi xỉu luôn. Có thể chúng ta không có hạ gục được nó quá. Mình thấy là hơi bị phiền toái bởi vì cái lớp áo giáp của nó quá cứng. Anchor Shot. Nó quăng cái mỏ neo á. Giờ hết chạy được rồi. Acorn Tail. Chúng ta được hồi máu. Đỡ ghê. Hồi máu. Bên đây hồi sinh. Tỉnh lại chứ mới hồi sinh. Bùm. Rồi ra đây ra đây. Bây giờ chúng ta có thể Dynamax. Nhưng mà không phải chúng ta, người khác có thể Dynamax. Nhưng mà nó cũng không hiệu quả lắm. Phải phá giáp chứ. Mọi người phá giáp mọi người. Waterfall phá giáp. Một miếng nữa. Năm miếng. Chơi ai đây? Gồng lên thôi. Nó xóa bỏ những cái hiệu ứng. Giờ macro nè. Chơi ai đây? Thích con cá này lắm luôn á. Xỉu con cá liền rồi. Nó sẽ bị kéo một lượt dài hơn. Tại vì không có người tấn công. Bắt đầu nó quá mạnh. Còn chơi đánh mỏ neo nữa thiệt. Giờ vô Acorn Tail. Hồi máu không nói nhưng mà không sợ không đủ lượt thôi. Đánh cho bể khiêng ra cái coi. Rồi cô ơi, cô chịu hồi lại bạn của cô đi. Bạn xương rồng của cô á. Và chúng ta có thể biến bự rồi đó. Nhưng mà chưa được. Cái khiên đó biến bự. Đánh bằng niềm tin thôi. Bể một cái. Ủa không ai chơi sắc thập hình đó vậy. Và hy vọng lượt sau. Rồi được rồi đó. Phá vỡ được cái lớp giáp. Rút máu. Chúng ta có thể Dynamax trong lượt sau. Cố lên cố lên cố lên. Heavy Slam. Cái con nó chờ chiều. Enter Shot. Vô chúng bên in rồi. Và chơi. Tốt. Kéo được miếng. Và mọi người được hồi máu. Nãy giờ mình quên đếm số lượt rồi ha. Chúng ta sẽ cố gắng cố gắng. Và cỏ biến mất. Nó hết được hồi máu rồi. Giờ bên đây. Xuất hiện lại xuất hiện lại. Và ra đây chơi sắc thập hình cái nha. Rồi đó nó giảm sát thương xuống rồi. Giờ không ai Dynamax hết. Và chúng ta mất lượt Dynamax luôn. Tại vì mình trong cái thời điểm đó mình không Dynamax. Sucker Punch nè. Một chiêu. Quá hiệu quả. Và chúng ta là người kết thúc. Hay quá. Tuy có một vài quyết định sai lầm. Nhưng chúng ta đã kết thúc được. Để chúng ta có thể chọi một trái banh. Mình xài trái banh bình thường nhất luôn cũng được nữa. Chơi luôn. Trái banh bình thường nhất luôn. Cái loại này mình có rất là nhiều luôn. Tại vì bạn này đối với mình thì bắt được hay không được gì cũng không có quan trọng lắm. Nhưng mà mình mấy lần mình thử rồi. Trái banh dở nhất cũng bắt được nữa. Rồi. Đây. Và vô. Dính. Đó. Các bạn thấy không? Trái banh bình thường thôi cũng được nữa. Và chúng ta đã bắt được thêm một bạn Pokemon. Hàng xịn nha. Và trận này là được tới 5 sao luôn. Chúng ta sẽ được những cái experience candy á. Rồi ta sẽ có những cái khác nữa. Ví dụ như là energy ball nè. Những cái chiêu nè. Này là của hệ cây không à. Quá đã. Và có một bạn mới vừa bổ sung vô. Hệ ma là chính. Lần sau chúng ta đem đúng cái khắc hệ là được. Rồi chúng ta đưa về nhà thôi. Và nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã trải nghiệm Battle Tower hay là tòa tháp chiến đấu để chúng ta có thể kiếm thêm những cái điểm, mua thêm đồ này nọ. Còn bây giờ, ta sẽ tạm dừng tại đây và mời các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!